Cái này là xin chào mọi người, chào anh Hùng. Cái này là lưu cái băng tiếng dễ lắm. Ví dụ như em có sáo trúc về tiêu gì đấy ha. Ví dụ em lấy là sáo trúc này. Đó, ví dụ vậy. Hoặc là sáo trúc ở trong expansion user này ha. Đó, em lấy tranh này. Đó, em sẽ lưu là số 1 thì rất là dễ, anh chỉ nhấn là memory. Đó, rồi anh nhấn số 1. Rồi, ví dụ tiếng gu gen này, lưu số 2, chọn chọn gu gen. Số 2. Sáo bầu đi ha. Em lưu lại cho. Ví dụ như hồi nãy là mình lưu sang là sáo trúc đi. Đây là tranh sáo trúc ở số 2. Bầu là số 3. Và tranh sáo bầu đi. Nó dễ. Ví dụ là mình sẽ làm theo ý của mình. Bầu nhấn memory số 3. Rồi kìm là số 4. Cái kìm này hay lắm. Memory số 4. Đó, cò là số 5. Cò là số 5. Memory đó. Đó. Tương tự vậy ha. Nhị là số 6. Cò nhị là như nhau, cò tàu là số 7. Ok. Không, bây giờ. Ví dụ vậy đi, ví dụ mình làm xong rồi. Vé là số 8. Mình lưu đủ tám. Cái ghê quá. Đó, ví dụ vậy đi. Đó. Rồi. Xong rồi là mình sẽ lưu nó lại như thế nào? Nhấn dấu cộng hoặc dấu trừ. Máy nó sẽ hỏi là yes or no. Đấy. Cái này anh đổi lại cái tiếng này không phải tiếng Anh này, cái tiếng gì á? Tiếng Đức. À đó, biết. Ôi trời, anh biết tiếng Đức luôn. Rồi, đó. Rồi anh sẽ nhấn vào save. Anh nhấn vào save. Đó. Rồi anh đặt tên cho nó. Ví dụ như là Hùng Lê chẳng hạn, hay là Nguyễn Kiên gì đó chẳng hạn ha. Nhấn đặt đó. Đó, Kiên chẳng hạn ha. Đó, nhấn ok. Đó, cái băng hồi nãy là chữ K. Và tương tự như vậy anh có thể xóa nó được luôn. Đó, nhấn cộng trừ vào lúc đây. Nó lên đây. Cái chữ K hồi nãy nó nằm ở đây. Đó, này đây. Đó. Đó. Anh nói là ta không thích cái này, ta có thể xóa nó đi. Delete. Đó. Ok. Xong. Đó. Anh tạo ra anh cũng có thể xóa nó được hết. Có nghĩa là chọn tiếng nó cái voice và mình lưu nó lại. Và mỗi người thì sẽ có một cái ý khác nhau, cho nên là anh xài của em anh không thích đâu. Em nghĩ là vậy, cho nên là tạm thời thế thôi. Nhưng mà anh sẽ xài theo ý anh vẫn hay hơn. Ok, đơn giản.